Ok, em test chức năng auto stop cho bác Dục ở Vĩnh Phúc. Bỏ tay ra nhé, tí các bác lại bảo em động vào nó tắt. tắt nào hết đi, hết đi. Đấy, đoạn trắng rồi đấy. Đấy, ngon lành nhá. Em sẽ test cho nó khoảng 3 lần cho các bác xem. Thực ra thì em test nhiều lắm rồi, nhưng mà thôi cho các bác xem 3 lần cho nó quá tam ba bận này. Đấy, chứ phải thay cả cái này các bác ạ. Thay cả bánh tì, thay bánh tì, thay bánh trung gian. Đấy, một lần thứ hai rồi, lần thứ ba này. Em nói sơ qua này, thay cái này này thì nó bị đỡ bị giật cục này, thay bánh tì nó mới ép băng tốt này, bánh tì kia không hiểu sao bị trơn trơn rồi. Đấy. Thay vành cao su trung gian, tất nhiên là thay dây cu loa rồi, dây cu loa cũ của bác nhão hết. Đấy là những thứ em cần thay. Ok, em sẽ test lần nữa để cho các bác xem nhé. Đây là lần thứ ba. Không biết là tiếng có méo không tí nữa, nếu mà tiếng méo lại phải thay dây cu loa khác một lần nữa, tại vì em thay dây cu loa tạm để cho chạy chức năng này đã. Ok, đấy. Làm 10 cái thì play 10 cái thì play cả 10 cái nó sẽ tốt hết các bạn. Các bác cứ yên tâm, em là phải test kỹ những cái vấn đề này, không thể để nó trượt phát nào cả. Ok, đây là cái bộ cơ của bác Dục ở Vĩnh Phúc. Thì bác ấy chỉ gửi mỗi cái cơ cho em thôi, thì em cũng chỉ test cơ như vậy. Thế còn cái độ méo tiếng em sẽ chỉnh sau, tại vì cái bàn này không có cái kẹp điện thoại cho nên em không thể quay cho các bác được. Thì em thay xong em quay nhá. Thay dây, quá trình thay dây cu loa em không thể quay cho các bác được. Ok. Đây các bác ạ, tưởng xong rồi nhưng mà em lại phát hiện cái nút tua này, khi bấm xuống này thì nó như này, nhưng mà khi tắt đấy nó không xuống hết, lại phải kéo xuống như này. Tưởng là ngon lành dễ ăn, ai ngờ nó còn thêm cái này nữa này. Cái nút khác thì ngon lành nhé, này. Auto stop cũng ngon lành, cái nút này nó bị như này. Bây giờ mới phát hiện lại phải tháo ra một lần nữa này. Tháo cái bánh này coi như là làm lại từ đầu, nhưng mà với cái chức năng khác. Cái việc tháo này ra này, tháo cơ ra này, tháo cái thanh ngang này ra này, nó mất rất nhiều thời gian và công sức nhé. Bộ cơ này hỏng khá nhiều.